Chào tất cả mọi người, hôm nay nhà mình bắt đầu lại đi chặt chuối. Nhà giá chuối hôm nay thì đang cân là giá 9.500, 9.500 một cân, cân cả buồng mọi người nhá. Đây mình quay chuối cho mọi người xem. Đó, chuối này là 9.500 đồng một cân này. Mình cho xe trở về. Đang xuống dốc này. Đi ở trên cát này mệt lắm. Phải dùng cái xe này mới trở về được rồi. Đó. Chào tất cả mọi người nhé, để mình đẩy xe cái.